Chiều ngày 13 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Duy Vinh, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này, để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đỗ Duy Vinh. Các quyết định lệnh trên của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên, kết quả kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm xác định, năm 2012 khi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên, ông Đỗ Duy Vinh tham mưu cho ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên thời điểm đó, ký thông báo cho phép công ty cổ phần Pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất ô phố A2, đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. Thửa đất trên thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Cơ quan điều tra xác định hành vi cho phép chuyển nhượng trên là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 10 tỷ đồng.